Đường Hòa Hảo ở quận 10 là một con đường nhỏ khoảng 500m nhưng luôn tấp nập khách ra vào. Một trong những nguyên nhân chính là do khu vực này nổi tiếng có nhiều món ăn vặt, giá cả lại phải chăng, phù hợp ăn vào lúc xế chiều. Lúc mà bữa trưa đã qua mà bữa tối chưa đến nhưng đã đói, nên nhiều người qua đây ăn những món vặt cho đỡ cơn đói bụng. Kể từ khi bánh mì nướng muối ớt xuất hiện, nó đã tạo ra một cơn sốt trong ẩm thực các món ăn vặt của người Sài Thành. Món bánh dân dã có nguồn gốc từ Châu Đốc, An Giang, phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh và hút giới trẻ vì lạ miệng, dễ tìm và giá chưa quá 10.000 đồng. Dù đã du nhập vào thành phố Hồ Chí Minh được một năm, nhưng vẫn được nhiều người dân yêu thích. Điều này được thể hiện qua số lượng truy cập tìm kiếm nhiều nhất trên Internet. Bánh mì là một món ăn vặt đường phố được thế giới vinh danh. Và theo thời gian, món ăn này được biến tấu vô cùng đa dạng. Dễ đến nhưng không dễ đi như các cơn sốt ẩm thực đã từng xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh như xoài lắc, trứng cút đúc than, bánh mì phở. Trong những ngày Tết đến xuân về, ngoài những món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, mứt kẹo, thì để có những món ăn vặt tăng thêm phần sinh động trong ẩm thực ngày Tết chắc chắn sẽ là sự lựa chọn độc đáo của nhiều người.